mất cảnh giác, thiếu sức mạnh, buồn ngủ, thiếu tỉnh táo. Thiếu nước tăng lực number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Nước tăng lực number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Uống trà sữa Tơ Thanh, trà sữa không độ, tăng lực number one, đúng như tiên, như tiên.